mua sâm rừng chúng ta nghĩ là sẽ được ăn những cái củ sâm xịn vip, nhưng mà nếu chúng ta không tinh thì chúng ta cũng sẽ bị lừa. Đặc biệt đấy, nếu mà chúng ta mua sâm rừng Ngọc Linh thì tôi đảm bảo luôn là 100%, 99,99% là chúng ta bị lừa. Thậm chí tôi nói thật là chuyên gia cũng không phân biệt được, những cái người thậm chí nhà khoa học cũng không phân biệt được. Có những quan điểm nữa là chúng ta mua sâm rừng để chúng ta không bị lừa, bởi vì là sâm trồng thì có thể trồng ở chỗ nọ chỗ kia, trồng ở sông công nghiệp này, hoặc sâm kích thích này, sâm Trung Quốc, sâm Việt Nam, sâm Ngọc Linh, sâm Kon Tum này, vân vân. Thì chúng ta mà mua cái sâm trồng nó không yên tâm thì chúng ta quay sang mua sâm rừng. Bởi vì sâm rừng nó nhiều đốt mà, nó mấy chục năm là làm gì có đã thằng nào trồng đâu, làm gì có ông nào trồng đâu, cho nên là mua sâm rừng là ok, yên tâm đâu. Nhưng mà cái đấy là cái quan điểm rất là sai lầm. Sai lầm ở chỗ nào? Vì chúng ta nghĩ là sâm rừng thì không thể làm giả được đâu, nó mọc tự nhiên. Nhưng mà đấy là sai. Với những người không có kinh nghiệm đấy thì chúng ta sẽ bị lừa. Không phải là bị lừa là sâm Trung Quốc, không phải bị lừa là sâm ở Lào, không phải bị lừa là sâm ở Lai Châu với lại Ngọc Linh, mà là bị lừa bởi tam thất, một dòng tam thất hoang nhá. Gọi là sâm tía trúc, tôi gọi là sâm tía trúc. Đấy, thì về đánh giá bản chất thì tôi nghĩ là nếu đã là sâm rừng thì ở Quảng Nam hay Kon Tum hay bên Lào hay là Việt Nam hay Trung Quốc nó đều như nhau cả. Đấy, nó chỉ khác về địa lý thôi, chứ còn giống như là ở dãy Pu Si Lung, nhưng mà bảo sâm Việt Nam tốt nhất là dãy Si Lung với phía tây Hoàng Liên Sơn thì ở bên Trung Quốc thì nó có khác nhau đâu, cái sâm nó phân biệt biên giới đâu, thì rõ ràng cái củ sâm rừng hai bên nó đều như nhau, đúng không? Người Lai Châu, người Mông ở Lai Châu, người Dao, người La Hủ cũng đi sang tận Trung Quốc để đi tìm cái sâm rừng. Đấy, rồi người Trung Quốc họ cũng nhiều khi họ cũng đi sang cả Việt Nam, họ tìm sâm rừng. Đó. Thì nếu mà để phân biệt cái địa lý ở cái củ sâm này thì nó lại không có ý nghĩa, bởi vì giá trị nhau. Nhưng mà cái mà chúng ta sẽ bị nhầm lẫn, sẽ bị lừa là một cái dòng sâm tía trúc. Một là cái loại mà thời kỳ nó rộ lên phong trào là đi hái lấy đào cái củ sâm này ở trong Đắk Lắk. Đấy, ở trong vườn quốc gia Chư Yang Sin này. Rồi là một cái dòng sâm gọi là sâm Lang Biang, ở trong Lâm Đồng đấy. Có một thời kỳ là nhổ hàng tấn mà, chứ người Mông người Bắc vào lấy được hàng tấn nhiều lắm. Xong rồi nhiều khi họ đem về họ, một là họ bán ngay, hai là họ vùi lại trong vườn, trong rừng. Đấy, thậm chí là họ nghĩ là sâm mà, họ vùi lại trong rừng, thậm chí vùi ở trong núi Ngọc Linh, và bây giờ nhổ lên bán là bán đi dạng sâm. Đấy, thì cái đấy là cái rất tai hại. Là trong miền Nam thì chúng ta sẽ mua được những cái củ đấy gọi là củ sâm tía trúc hoặc củ tam thất. Đấy, hoặc là sâm Lang Biang hoặc là sâm Đắk Lắk. Tóm lại là nó không phải là dòng sâm Việt Nam này, vì xét nghiệm nó sẽ không có MR2 và hàm lượng saponin nó rất là thấp. Cái loại bị nhầm lẫn thứ hai nữa là tam thất Bắc Trung Quốc. Đấy, có một thời kỳ là nhổ rất nhiều ở Tuyên Quang, ở chỗ cái đỉnh núi Khâu Tinh, xã Sinh Long, xã Khâu Tinh ở Na Hang ấy, rồi vùng Cao Bằng, Hà Giang. Đấy, có một thời kỳ những năm 50-60 là Việt Nam mình có các cái hợp tác xã đấy, trồng tam thất rất nhiều, tam thất Bắc. Rồi là người Dao mình họ đưa cái hạt, lấy hạt tam thất Bắc về họ gieo ở trong vườn, trong rừng ấy. Thì nó mọc ra những cái củ cái củ tam thất mà nó mọc ra như thế này, thậm chí là nó dài như thế này cơ. Đấy, nó cũng 50-60 năm rồi. Những cái người bán hàng thông thường ấy thì, hoặc là người tiêu dùng thì nhìn những củ tam thất Bắc trồng tự nhiên nhá, trồng lâu năm mọc ngoài tự nhiên thì không thể phân biệt được. Đấy, những người bán hàng thông thường. Đấy, và người tiêu dùng thì càng không phân biệt được. Chỉ có những ông nó, thậm chí tôi nói thật là chuyên gia cũng không phân biệt được, những cái người thậm chí nhà khoa học cũng không phân biệt được, thật sự đấy. Bởi vì họ ít kinh nghiệm thực tế, họ chỉ phân biệt qua máy móc thôi. Nếu mà đưa máy móc họ phân biệt được ngay, nhưng mà về nhìn hình thái thì họ không phân biệt được. Có suốt một thời kỳ đấy là đã có cả tấn cái loại tam thất Bắc trồng tự nhiên, củ nó y như thế này đấy, nó đẹp như thế này, nó cũng nhỏ tí như này, và đã được bán dưới dạng sâm Ngọc Linh. Đấy, thì chúng ta thi nhau mua những củ sâm rừng đấy, mấy trăm triệu một cân thì dài ngoãng này về, và chúng ta ngâm rượu và chúng ta ăn thì cuối cùng là cũng thành tam thất Bắc. Đấy. Đấy, thì cái với những cái người có kinh nghiệm thì họ nhìn là họ đoán ra. Ví dụ như tôi nhìn là tôi biết. Hai nữa là mình bổ dọc cái củ sâm ra, cái củ đấy ra thì mình bổ dọc thân nó ra, mình thấy nó thân nó màu xanh, xanh đậm, và giữa lõi của nó có một cái lõi màu vàng nhạt. Đấy, thì như thế là nó chính là tam thất. Mà hai là mình ăn ấy thì nó nó cũng sẽ có đắng ngọt nhưng là cái vị ngọt nó kém hơn. Và quan trọng nhất là đi định lượng thì nó không có MR2 và cái hàm lượng saponin nó cũng thấp hơn, nó chỉ đạt khoảng 5% thôi. Hàm lượng tổng hợp ấy thì nó chính là tam thất bắc. Thì đấy là hai cái chúng ta dễ bị lừa. Rồi là cái tam thất ruột vàng ruột tím ở Trung Quốc đấy, họ có một cái dòng đấy. Cái dòng này thì nó cũng dễ làm giả và nhìn nó mắt nó cũng lệch đấy, nhìn nó như củ này này, nó như củ sâm này, mắt nó cũng lệch và da nó màu vàng, da mỏng màu vàng. Và cái loại đấy thì nhìn hình thái thì những người bình thường không phân biệt được, nhưng mà khi chúng ta ăn đấy thì nó sẽ dính lưỡi và nó không có vị đắng ngọt của sâm, mà nó sẽ dính lưỡi dính họng vì nó có cái nó có tinh dầu, nó nhiều tinh dầu, nó khé cổ đấy. Thì cái đấy là chúng ta sẽ dễ bị lừa như vậy. Cho nên là mặc dù là mua sâm rừng chúng ta nghĩ là sẽ được ăn những cái củ sâm xịn vip, nhưng mà nếu chúng ta không tinh thì chúng ta cũng sẽ bị lừa. Đặc biệt đấy, nếu mà chúng ta mua sâm rừng Ngọc Linh thì tôi đảm bảo luôn là 100%, 99,99% là chúng ta bị lừa. Bởi vì là tôi dám tuyên ngôn thẳng là trong Ngọc Linh không bao giờ có sâm rừng, cực kỳ hiếm. Nếu mà có những củ sâm rừng thì các công ty họ phải giữ rất là cẩn thận, bảo tồn nhân giống. Đấy, họ không có nhổ lên bán thì nó là hiếm, tức là nó vẫn có ở trong vườn, nó còn nhổ mà tự nhiên là gần như không bao giờ có nữa. Chúng ta mua sâm Ngọc Linh rừng thì không bao giờ mua được, xác định luôn như thế cho nó nhanh.